xin kính chào quý cô chú anh chị nha. Thì hiện tại giờ quá trời, hôm nay chưa tới Tết nữa quý anh chị, khán giả quá đông nè. Anh nói vàng cầm điện đó không kìa. Rồi buổi sáng nay là ngày 30 tháng 12 là ngày cuối năm của năm cũ rồi nha cô chú. Bất ngờ của khán giả hôm nay quá, khán giả đến luôn nè. Đoàn xe luôn đó. Bên này cũng đông nghẹt luôn ha. Đó, khán giả vô đông nghẹt luôn. Hôm nay ngày cuối năm rồi, tranh thủ đi viếng mộ người nhà rồi ghé hấp cậu Năm Vũ Linh một cây nhang ha. Tí quay cho mẹ đi đi. Trời ơi đâu có dịp đâu mà lên đây. Đúng rồi. Còn thời điểm chúng ta đang lưu ngay góc gần ngã tư Phú Nhuận, nhà đông quá cô chú ơi. Nay ngày cuối năm là tay sắp tới, hai ngày nó tới rồi. Sát bên luôn à. Đây nè. Này mặt sau mặt trước bên kia. Này mặt sau. Đi bỏ này bên đây. Qua đây luôn. Đi qua đây nè cô chú ơi. Đó mặt trước bên kia. Hôm nay cái không khí Tết nó có rồi ha. Nhưng mà chỉ là tấp tay mà đông vậy rồi chắc Tết mình cái còn chắc ngạt cứng luôn quá. Được chứ, cứ 8-40 cũng tới. Nó giỡn nha. Dạ. 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 Đợi đi, đợi đi. Đây camera rồi. Rồi. Con mấy chị cho ra để cho chụp. Rồi. Em cảm ơn anh nhiều. Em cảm ơn anh nhiều. 38.2. Đồng luôn. Đồng khủng khiếp rồi, bữa nay sáng nay một cậu rồi. Hôm qua thì không có người nào nha. Trời ơi, nhà mình có ghé nữa kìa. Vô nữa kìa. Ủa gì hả? Xem con tan vô luôn nè cô chú ơi. Cậu Năm Vũ Linh hôm nay quá là nổi tiếng rồi. Gia đình mình không. Sức khóc của cậu Năm quá lớn rồi. Đó. Dạ, cảm ơn cô nha. Dạ xuống rồi, ban đêm ban ngày gì ở nhà của Vũ Linh cũng vậy. Ngọc ơi. Điện thoại không kêu léo sao lâu lâu vô trong chút. Bé Thanh Dương Huệ kế bên rồi bé ơi. Đây nè. Thanh Dương Huệ kế bên rồi hả? Rồi đi đi vòng đường đó qua luôn. Rồi, chết luôn. Quở chặn rồi cô chú ơi. Ngày 30 tháng 12. Hôm nay là ngày cuối cùng của năm rồi. Chưa, 31. Ngày mai. Ngày mai. Thì coi như là ngày 30 rồi, đúng rồi, tại vì ta nó tháng tài thì nó dư ra ngày. Tháng 31 mà. Ngày mai là tất niên của năm 2023 nha cô chú. Chụp lấy hình đây nè. Một năm bỏ chặn rồi, đông quá đông. Không thể để cái gì. Hàng chục chiếc xe hơi đang đậu ngoài đường kìa. Đi qua đây nè cô chú. Cô đi qua đây, đắp hương bên đây nè cô ơi. Cái mặt trước bên đây nè. Đi qua đây nè, bé mặt trước đi qua đây. Xe đi gói này quá luôn nè cô. Xe
thì có ai tí nữa anh chạy lên xin anh về luôn. Hải. Hải. Cái game nè. Quá trời đông luôn quý cô chú anh chị ơi. Hải đông rất là đông luôn ha. Đó. Thính luôn. Đây là ngày 30 tháng 12 quý anh chị. Ngày mai sẽ bước sang một năm mới luôn rồi. Mình đưa tay ai đây chị? Dạ mẹ. Mẹ. Dạ cô biết còn đông chú Linh lâu chưa cô? Không có biết là mẹ ở chung với mấy người đây luôn giờ mới biết. Dạ. Tức là mẹ mình cũng chôn gần đây ha. Dạ, đúng rồi. Dạ. Là chị gái cô đây mới biết. Cô đây. Dạ. Thì mới có dịp về đây chứ cũng muốn lắm nhưng mà không về được. Cô đi chung với đoàn đám tang luôn hả? Sao rồi, rồi không? Bà chị gái hôm nay vô đây mà. Dạ. Chị gột của chị là hôm nay chôn ở đây. Đúng rồi, đến đây. Dạ. Hâm mộ dữ lắm nhưng mà hôm nay mới được gặp hùng hậu. Hello, dạ anh nè. Như là ngày nào cũng xem. Xem ở đây rồi xem ở nhà nghệ sĩ Vũ Linh luôn. Dạ. Những mà buộc mà cúng cái gì ta mang bắt nhau đến gì là đây đều có mặt biết hết á. Dạ. Đứng cái hũ cái nha. Bây giờ chị nói cô nói các cháu nghe bây giờ là trong đoàn cho anh em mình thì cô đến đây thì có gì bên em ít chút uống cà phê. Dạ. Rồi, cảm ơn em luôn nha. Dạ, cảm ơn chị. Nha. Đó. Rồi, gia đình với chị của mình là được nhiều sức khỏe làm ăn phát tài phát lộc nha chị. Rồi, cảm ơn em nha. Rồi chị gửi lời máy cho anh em có mặt ở đây ha. Uống cà phê. Đúng rồi. Dạ. Đến đây tự nhiên đi hỏi cháu là con ơi đi bác mình đưa vô đây rồi có được đi đến chỗ Vũ Linh. Dạ có, cho mừng quá. Rồi em cảm ơn chị cảm nha. Cảm ơn chị nha. Chị sức khỏe nha. Thôi, hôm nay được là ngày hàng lọc nữa đâu đưa cho Phương cái kia. Phương. Đó là cái lì xì luôn. Đó Phương, đó đưa cho Phương là chuyên gia kia nha cô chú, chia tất công bằng. Chia tất công bằng. Cái kia đó. Đây là chồng. Thú quỷ. Thiệt mà. Con cho bao. Đưa cho Phương cái kia. Đó, hôm nay em chia cho anh em ngựa ít uống nước nha. Đó, mình uống nước luôn. Còn gì mình nữa? Vì mình cũng riêng à, vì mình cũng riêng. Uống góp gì hả? Cái đây là chia nha, không cúng nữa nha. Các bạn, thiệt mà đây là. Rồi nha, cô xin phép cho mấy chị vui. Cúng em cúng rồi. Cúng nha. Mấy chị vui. Sức khỏe nha. Dạ, lâu lâu chị bích chị hư mới lên chia chị. Chia chị rồi chị vui chị uống nước. Đó. Còn cúng em cúng rồi. Cúng thì cho này em cũng tầm có rất tiền nhưng mà Phương nói cái là tới số đó uống nước 2 ngày ha. Không anh chia cho mấy chị đi nhiều lắm, nhiều người lắm chia không được nhiêu đâu, kệ người 10 ngày cũng được. Ờ, đúng, đúng, ở đây mình mười mấy người ngày đông quá còn mà số quá lâu lâu chị bích mới lên này chia ra cho nước chị uống. Chị nước thì chưa mình cúng đường nào cúng mình cũng có nước mà. Đúng rồi, trưa nay cúng nước mà nó cúng nước mà chị tin đây không có nước mình mua nước riêng mình cúng có gì đâu. Đó để Phương nó thử đi mọi người. Đó, ai nói đó. Có ai nói. Cảm ơn chị nha. Ôi đã gửi tặng cho anh em 500k. Có thấy không? Có. Trời ơi, đập cơ đi. Có chạy được kìa. Ôi đó. Cô vui vẻ quá ha, chị vui vẻ quá ha. Vui vẻ quá. Trời ơi, chị thấy không? Cái lực lượng. Dạ. Quá trời vui vẻ luôn kìa. Quá đầy xe luôn á. Xe. Nguyên một dàn xe luôn ha. Dạ, máy bay chị. Máy bay nha. Quá trời luôn quý anh chị. Quá trời nguyên một dàn xe đâu. Nãy 7 tính chiếc rồi mà đi bớt rồi đó, còn 3 chiếc. Xe hơi không. Còn 10 chiếc luôn ha. Nãy là có chiếc xe 50. Nãy anh vô là anh đếm là 7 8 chiếc rồi đó. Mà lúc sợ. Có cái xe 50 chỗ bây giờ. Nãy là 100 chiếc là anh đi bớt rồi đó. Quá trời luôn. Bữa nay hơi này ô này bản số Sài Gòn mà. Ờ máy bay cô máy bay chị nha. Anh em mình vô review bướm bướm của cậu đi. Rồi đây. Bướm hả? Vô đi bướm đi ha. Vô đi bướm đi. Không cho bướm. Nước. Đó ăn đâu quan á. Review con bướm xinh, con bướm đẹp. Vô review bướm bướm nha cô chú. Đó, hôm nay mình làm một đằng luôn. Ổn bóm hôm qua thấy rồi mà. Bây giờ đi tiếp. Giờ nắng lên nó quay nhiều nữa. Lâu lâu có bữa đó đâu có chuyện gì.
Ờ đó, cái này là cái con này ba cái đụng cây cái từ từ nó qua. Đó coi bướm này mà có cái chớp mạnh con bò hồng đó nó bị gãy cánh không quay được. Con bướm đa, con bướm đa tình. Con góc hả? Con góc bên kia kìa. Cái con cham cham nó tưởng giống như nó đang bu cái lá gì đó. Đó, cha hút mập á. Phải nói chuyện mập chỉ tinh tế hả? Đồ cái con đó là cũng kiểu cho đẹp cho con đông hết. Con bướm đa. Đứa thì mấy con à. Đúng rồi, nó nắng kia đẹp rồi, bây giờ đây nữa. Rất là đẹp ha. Đây. Cái cây này phải cao cao lên tí ha. Cao cao lên tí. Cây người ta cho với cao lên tao cho tí. Cao cao lên nó mới đẹp. Dạ. Cái này dưới cây đó sao? Không nó bay mà được, nó né cây được. Né cây được hả? Đâu đứng rồi kìa, nó đứng rồi. Cam gì hả? Nó giống bà lai cam á. Con này giống con bóm thiệt nè. Nó đứng ngon chỗ này nó không bay một vòng. Thấy không? Hồi ta bay giống như con bóm đó gì đó mới bay đó. Bấm thiệt. Còn mấy ông này không quay không à? Quay trong mặt. Cái con kia là nó bị chết luôn rồi. Em lại con em kết cái con này nè. Thôi tí, cái con đó sau nó dướng hay gì nó không quay kìa. Không phải nó ba cây. Dở dở lên coi. Ba cây đó. Đó ba cây. Nó ba cây mà. Ê ê đặt cho lên đây đi em đi. Mình cấm đây là mình không bị ưu ái rồi đó. Coi này ông này ông bay nè. Ông bay có chỗ à. Đẹp đẹp á, nhìn nó dưới đẹp á. Ồ đẹp. Ông mình ông qua giờ có quay chưa? Hả? Qua giờ có quay chưa? Quay rồi, rồi tôi quay đó nhiều clip rồi. Đầu tiên một con nó đẻ ra 9 con. Đầu tiên có con à, xong rồi cái mai đẻ ra thêm 9 con nữa. Không, rồi, sáng có một con rồi trưa đẻ 9 con. Quá trời luôn. Mấy tiếng đẻ 9 con. Lên bếp chị đây đó. Chị bay bay về cái ngọc nói bốn của chị ngọc. Cái này phải cắm nó vô. Cắm nó vô, nó cắm ở đây nó bá. Cắm nó cho đây nè. Con bướm đa, con bướm sinh tình. Rồi. Con này trang như con bướm thiệt luôn á, nó bay mà nó vỗ cánh kìa. À có con màu đỏ đỏ nâu nâu á đẹp ha. Đâu? Con đó con đưa đúng rồi. Ờ con đó bay giống giống thiệt luôn đó. Tại nó có quay. Rồi nó không quay á, nó bay giống thiệt. Vỗ cánh vậy đi trang như con bướm thiệt vậy đó. Đó. Cô chú, bữa nay khán giả đông quá quý cô chú anh chị ơi. Đó. Khán này vì mình cũng mua hai trái bưởi quý cô chú anh chị. Đây bưởi vô thị Văn Minh. Sao anh biết? Đó, anh nhìn cái hiệu nè. Hiệu siêu thị. Bưởi xanh nè, đội bưởi xanh nè đó. Bưởi da xanh. Bưởi da xanh. Đây là vì mình mua nghe quý cô chú anh chị tại vì hổm chị Diễm gỡ mà quá tải rồi. Quá tải rồi sao? À, mua dư rồi. Dư hả? Cho nên là tới Duy Minh để tiếp tục. Tiếp tục ha. Yeah. Em mua tiếp tục. Ờ chưng cho chú cho đẹp. Đúng quá đẹp. Hôm nay thì một cậu có hai trái bưởi, còn có mấy trái mặn. Mặn. Không biết mặn là của ai đây không biết nữa. Tí đem vô. Tí đem vô hả? Hồi sáng anh mua rồi sáng thì cậu anh mua bánh tét vô, mua bánh gì? Rồi. Bánh chưng bánh chưng gì đó hả? Đúng rồi. Thấy nói rồi này của ông chúng ai hết. nhìn vô là biết dạ. Của ai liền luôn á. Dạ. Cũng đỡ rồi chị. Già, giữ mẹ bà cho uống thuốc Minh, đi mai nè. Ngày mai hả? Ngày mai đây là theo cô chú đi Tết nó đã bao lâu chứ? Ôi bữa nay em thấy tiến triển tốt rồi nè. À, nó nhiều búp á. Không, bữa anh chế thuốc vô bữa nay thấy nó đỡ lên nè. À quên chứ. À chiều tới nước nữa. Chiều mình quậy thuốc mình đưa vô nữa đi. Tại vì nó 2 tuần từ từ chiều vậy. Chưa nắng. Không, giờ này không được đâu, giờ này nắng lắm. Đi chiều đi, chiều em lấy thuốc em cho nó cái nữa. Bữa nay nè, quý cô chú vị thấy thấy nó xanh lên rồi đó. À, bữa đó thấy nó xuống lá quá trời luôn. Anh Niêu anh mới là đi mua cái thuốc quý cô chú vị bổ sung gãy á cho nó kích thích cho gãy nó đâm ra. Đó. Đẹp rồi cô chú. Tại vì chú Vũ Linh cũng rất là thích mai đó. Coi được clip ngày xưa. Yeah. À, chú Năm anh lên đi lầu của chú Năm chăm sóc cây mai đó mình thấy mà hồi lúc mà cậu Năm chưa mất còn nó rất thích mai cô chú đó. Clip đó thì em chưa có coi nhưng mà nhiều khán giả ôi gì nữa tới nữa rồi á rồi xe buýt xe gì rồi xe đó mấy chục chỗ ngồi á xe đó chưa đón xe đó đưa không? Ô bên nhân viên mà đưa đón gì nhân viên không biết của ai dương mà xe viên mình á xe viên màu đỏ hậu viên đó ồ bữa nay quá trời luôn rồi quý cô chú chị sự kiện đó. Nhiều quá mấy cây hoa này cũng ấy rồi hả quý cô chú anh chị
Đây, cái hoa này của chị Gina Nguyễn nè, gửi cho mình đem vô giùm. Rất là đẹp luôn nha. Đi cầm tờ giấy đi tới đưa hoài không anh? Sao bây giờ mình đã cái đó tính sao? Sao? À, người 50 ngàn hả? Không, này em chia tự phát. Chia kiểu người 50 thì em bù tiền chết luôn. Gì hả? Có khoảng 200 lẻ à. Đó, bây Phương đang chia tiền nha, coi chú chị. Chị Hoa ơi, cái tiền hồi nãy thôi, em gửi cho chị luôn đó. Rồi, em gửi cái phần của em gửi cho chị luôn đi. Không, cái mình là không tính. Yeah. Không tính, không tính gì là khác nữa hả? Thôi đen Phương tính đi. Phương nó... Đổi 200 lẻ luôn. Thôi đen Phương nó xử cái vụ này đi. Tự cái phần của em gửi cho chị luôn đi. Ông này là anh ưu tiên cho ba chị. Gì hả? À. Ui, chị móc tiền có chị Thu đi chị. Quá trời, đi, chị Thu đi chị. Hoa ơi. Hoa. Hoa ơi. Dạ. Đây, đây, đây. Đây, đây Dân Lộc. Đi lên. Thôi để Duy Minh cũng xin kết thúc video ha. Từ đấy quay Dân Lộc đã. Cảm ơn anh nha. Dạ. Em chào Minh Hoài nha, một tuần một lần. Được sáng, được anh ơi, nó rõ cái gì đây cho chị biết chứ. Đây là còn 350 cho mình uống nước 2 ngày. Ok. Vậy là okay. Chia cho mấy chị còn những người mà có ở đây thường mặt á thì uống nước. Uống nước 350 nè. Rồi vậy là ok, hợp lại đó. Rồi ok. Chia ưu tiên cho mấy chị đi. Rồi ok. Thôi bị bắt quen không mày đúng rồi. Thôi Duy Minh cũng xin kết thúc video tại đây ha quý cô chú anh chị. Sáng nay nhận lọc quá tràn luôn. Duy Minh cũng rất là cảm ơn bà con cô bác trong suốt thời gian vừa qua cùng xem video Duy Minh và theo dõi ủng hộ kênh nha. Có điều gì sơ xuất mong bà con cô bác cũng bỏ qua giùm. Năm cũ bước qua, năm mới sắp đến rồi quý cô chú chị ơi, chuyện cũ thì mình bỏ qua. Rồi Duy Minh 400 đi. Bây giờ xin mình xin chào bà con.